Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 9 tháng 4 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọa từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc cao trần giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh ốc thượng thổ ngày đinh hợi tức chi khắc can có nghĩa là thủy khắc với họ và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi tân tỵ quý tỵ ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành màu cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ tỵ quý tỵ quý mùi quý sửu và quý hợi tuổi sông trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất sửu và ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi, sao nguyệt ân tốt mọi việc, sao tam hợp tốt mọi việc, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao huyền vũ kỵ về an táng, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao cô thần, xấu đối với cưới hỏi, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đốn xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ 6, ngày 9 tháng 4 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 9 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cho nên bạn tuổi tí đang có được cơ hội gặp gỡ quý nhân mà quý nhân có thể là người ở bên cạnh bạn thậm chí là người thân quen với bạn nữa người đó sẽ giúp cho bạn tuổi tí khắc phục được những khó khăn đồng thời đưa ra giúp cho bạn định hướng cho tương lai phát triển ở phía trước và trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý bạn hoàn thành xuất sắc công việc được cấp trên giao cho, nhờ thế mà bạn nhận được sự khâm phục và tin tưởng của nhiều người. Với bạn tuổi Tý, bạn cần phải tự tin và tiếp tục cố gắng hơn nữa, chắc chắn thành công sẽ sớm đến với bạn mà thôi. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Tý dễ mắc phải các bệnh về thận, não bộ, bàng quang. Đặc biệt là đối với phụ nữ thì có thể mắc các bệnh về phụ khoa. Vì vậy, với bạn tuổi Tý cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình. Đi khám bác sĩ nếu như cảm thấy dấu hiệu của cơ thể có những triệu chứng bất thường về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có cơ hội gặp được quý nhân tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy khắc phục được những khó khăn hướng đi cho tương lai của mình tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hoàn thành xuất sắc công việc được cấp trên giao cho tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ khiêm tốn học hội mọi người xung quanh tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đi khám nếu như cảm thấy cần thiết. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn 41, 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và để tránh cho bản thân vướng vào những vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân thì bạn tuổi Sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình sẽ bị kích động của mình. Đừng có để cho việc này gây ảnh hưởng không tốt tới tương lai, sự nghiệp của mình về sau này. Và với bạn tuổi Sửu, dù giữa bạn và lãnh đạo đang có quan điểm bất đồng, bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao, bởi có là người thắng hay là thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã nhận được lợi ích lớn lao gì. Bạn tuổi Sửu hãy nhớ một điều rằng, chờ thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trở lại rồi hãy trao đổi ý kiến. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy, cho thấy khoảng thời gian gần đây, bạn mệnh tuổi Sửu thường xuyên lơ là việc quan tâm tới gia đình của mình. Và nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn hãy bắt tay vào những việc đơn giản để hâm nóng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, ví như là cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản chẳng hạn. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim vướng vào tranh chấp với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy không nên đôi co, mâu thuận với lãnh đạo. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa giữ bình tĩnh, kiềm chế bạn tính nóng nảy Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nên dành nhiều thời gian để quan tâm tới gia đình của mình Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc hâm nóng tình cảm quan tâm nhiều hơn tới gia đình và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn 2356 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu xám quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên ảnh hưởng khá nhiều tới vận trình của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay đặc biệt là về phương diện tình cảm ngày này đối với những bạn đã lập gia đình đang có dấu hiệu rạn nứt về tình cảm với bạn đời của mình bạn cần phải chú ý là hóa giải những hiểu lầm nếu như có ngay lập tức đi. Trong ngày này, đối với những bạn chưa lập gia đình thì cũng gặp nhiều chuyện không được như ý muốn. Bạn khó có thể tìm được người phù hợp với mình cho dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn tín tới. Có lẽ bạn mạnh tuổi dần nên bình tĩnh và chờ đợi thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Và ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho thấy sự nghiệp của bạn cũng đang có dấu hiệu bất ổn. Có thể với bạn tuổi dần đã gây hấn với người có quyền cao chức trọng vào một thời điểm nào đó trước đây. Cho nên hiện tại bạn phải chịu đựng sự chèn ép và đây chính là bài học để cho bạn cư xử điềm tĩnh hơn trong tương lai. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, tình cảm vợ chồng bị giãn nứt cần phải tìm cách hòa giải. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh họ không tìm được người như ý muốn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải bình tĩnh chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc bị cấp trên chèn ép gây hấn với người khác. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim học được bài học sau những sai lầm mà mình vấp phải. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn 50 12 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mùi tuổi hợi tử vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bản mệnh tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ nào. Tuy nhiên với bà tuổi mão, bạn không nên tô hồng thực tế bởi nếu gặp phải trắc trở sự nghiệp không như ý muốn bạn dễ cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi nữa với bạn tuổi mão bạn tính hiền hòa vui vẻ các mối quan hệ xã giao của bạn mệnh vẫn đang phát triển khá chi là thuận lợi vì vậy khi đối diện với khó khăn bạn cũng không nên quá lo lắng bởi xung quanh bạn sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ hoặc là định hướng đi cho bạn trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, gia đình của bạn cũng đang có được bầu không khí rất chi là hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau và cho dù việc lớn hay là việc nhỏ, chẳng giấu giếm nhau bất cứ điều gì, cho nên bạn càng lúc càng trở nên thấu hiểu nhau hơn về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái bắt tay vào công việc được giao tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa cả thèm chóng chán nên rèn luyện tính kiên trì tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nhận được sự yêu mến của nhiều người tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nhiều người giúp đỡ nên khó khăn sẽ vượt được qua tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim vợ chồng hòa hợp và thấu hiểu được nhau. Và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn 52, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu cực kỳ may mắn cho bạn. Bạn vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bạn mệnh tuổi thìn có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình trong công việc với bạn tuổi thìn nếu như bạn cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người thì con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng được sáng lạn hơn bạn tuổi thìn nhờ những cố gắng từ trước tới nay của bạn bạn mạnh có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình và bạn hãy coi đây là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục trong ngày này, với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi thìn là cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia, đặc biệt là khi đôi bên đang có bất đồng ý kiến. Bạn đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình, bởi chưa chắc mọi quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa phấn đấu vì sự nghiệp được cấp trên coi trọng từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc được cấp trên cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim hãy khẳng định điểm mạnh của bản thân từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy lắng nghe nửa kia cần phải bình tĩnh để trò chuyện Vài đánh giá của bạn Tử thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn 55, 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tuất. tử vi tuổi tỵ thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên bạn đang có điểm báo ăn nói thiếu suy nghĩ thậm chí là không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình bạn tuổi tỵ, bạn vốn là người có cách ứng xử khéo léo, thế nhưng hôm nay bạn lại dễ gây mất lòng những người xung quanh. Bạn mệnh tuổi tỵ cũng sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn cũng không nên nóng vội, muốn đạt được kết quả mong ước ngay lập tức. Bởi muốn thành công, con người ta cần phải có sự kiên trì và bạn cần phải bình tĩnh bước từng bước một. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và con cái của mình gặp nhiều rắc rối. Con cái có thể có những điều khiến cho bạn không hài lòng. Tuy nhiên với bà tuổi tỵ bạn không thể chỉ nhìn vào những điểm tiêu cực và nhắc đi nhắc lại. Điều này sẽ khiến cho con cái dần trở nên tự ti và trở thành khó dạy hơn. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, nói năng không suy nghĩ, không quan tâm tới hoàn cảnh giao tiếp. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, dễ nói năng nặng lời, đắc tội với người khác. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, làm việc vất vả, ôm đòm nhiều việc. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên nóng vội, muốn vươn tới thành công. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, chú ý trò chuyện, khích lệ con cái nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn 60, 34, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy khắc với họ cho nên rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia. Và dù là vợ hay là chồng, vốn cũng khó tránh khỏi được những lúc bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng càng là những lúc như vậy, thì với bạn tuổi ngọ, bạn càng không nên nóng nảy, nói ra những lời thiếu suy nghĩ, gây tổn thương cho nửa kia của mình. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bạn mệnh tuổi ngọ cũng chớ nên nghĩ tới việc dành phần thắng về mình. Bạn cần phải chủ động làm hòa với người ấy bởi mâu thuận kéo dài chỉ khiến cho bầu không khí gia đình thêm phần căng thẳng hơn mà thôi. Tuy nhiên, về phương diện tài chính của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này lại đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ. Cho nên với bạn, vẫn dễ gặt hái được những khoản tiền khả quan trong ngày, đó có thể là khoản tiền do các công việc phụ của bạn mang lại hoặc đơn giản là bạn đang có được vận may mắn thần tài mang đến cho bạn. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh với nhau. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên cố gắng giành phần thắng về mình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa chủ động làm dịu đi những mâu thuẫn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ gặt hái được những phần thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc phát tài nhờ vận may tuy nhiên không nên phụ thuộc quá vào điều đó về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 17 và 48, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, giờ quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ 6 ngày 9 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên tốt nhất với bạn tuổi mùi nên tránh va chạm với mọi người, đặc biệt là cấp trên hoặc là những người có địa vị trong xã hội ngày hôm nay. Với bà tuổi mùi, bạn có thể sẽ vướng phải nhiều rắc rối hơn nữa trong tương lai nếu như không biết kiềm chế tính nóng nảy của mình. Và trong ngày này, nếu như là lệnh nào, bản mệnh cũng có thể trở thành một người độc đoán khi muốn mọi người phải nghe theo sự sắp đặt của mình. Cho dù đang dự ở vị trí cao đến mấy đi chăng nữa, với bà tuổi mùi cũng nên lắng nghe ý kiến của cấp dưới để tìm ra ý kiến phù hợp nhất. Xem tử vi cho thấy hôm nay là một ngày không được tốt cho việc kiện tụng can chấp. Vì vậy, dù có bất đồng quan điểm với ai, với bạn tuổi Mùi cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng, không nên nóng nảy nói lời động chạm tới người khác. Và ngày này với bạn tuổi Mùi cũng không nên xuất hành đi xa, nếu như xuất hành đi xa, bạn nên chọn những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng chính nam và Tài thần, hướng chính đông để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vai tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim tránh va chạm với mọi người, đặc biệt là cấp trên, từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, kiềm chế bạn tính nóng nảy. Nếu không muốn vào, vướng vào rắc rối, tử vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa, không nên độc đoán, khăng khăng theo ý của mình. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện những kế hoạch. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này: Sự nghiệp 3 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 4 sao, Con số may mắn số 24 và 41, Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, Màu sắc cát tường: màu nâu, màu xám, Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. tử vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn phải trải qua một ngày không được yên bình cho lắm bà tuổi thân sẽ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc là vướng phải những chuyện thị phi bất ngờ. Bạn có thể sẽ bị những người không hiểu rõ về mình hiểu lầm nữa. Với bà tuổi thân, cho dù có rơi vào tình huống như vậy, bạn cũng đừng có quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bằng lời nói bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai nếu bạn làm được điều đó thì những kẻ có lợi với bạn sẽ phải nhận sai về mình mà thôi trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy vượng may mắn là bạn mạnh luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia nếu như công việc của bạn có gặp bế tắc đừng có ngần ngại tâm sự với người ấy hai người cùng trò chuyện trao đổi với nhau sẽ có cái nhìn toàn diện và tìm ra hướng giải quyết chính xác hơn rất nhiều về tử vi tuổi giáp than thuộc mệnh thủy tiểu nhân gây họa vướng phải chuyện thị phi tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa bị nhiều người hiểu lầm tử vi tuổi mậu than thuộc mệnh thổ không nên nóng nảy và tìm cách phản kháng tử vi tuổi canh than thuộc mệnh mộc chứng minh bằng những hành động thực tế tử vi tuổi nhâm than thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia để cùng tìm cách giải quyết vấn đề Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27 và 30, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có kim sinh cho Thủy Vượng cho nên đối với những bạn chưa lập gia đình đang có được những mối nhân duyên khá chi là tốt đẹp bạn tuổi dậu, bạn là người có sức quyến rũ trời sinh. Nếu có ai để ý, bạn cần phải cởi mở và cho đôi bên cơ hội được tiếp xúc và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Trong ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình, bạn luôn tin tưởng vào nửa kia và bạn không bao giờ nghi ngờ người ấy, cho dù có nghe thấy những lời bóng gió đi chăng nữa. Bạn tin rằng đã là vợ chồng thì nên đối xử chân thành và trò chuyện thẳng thắn với nhau, tối kỵ cái việc tung vô lý. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tử dậu lại đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh cho thấy bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích xuất sắc trong công việc. Nhờ cuốn đầu óc thông minh, sáng tạo với bà tử dậu có thể đưa ra được những ý tưởng đột phá trong khi mọi người vẫn còn đang băn khoăn tìm cách để giải quyết vấn đề. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, mở rộng lòng mình, cho đôi bên thêm cơ hội. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, tin tưởng nửa kia, không tin lời bóng gió. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đưa ra những ý tưởng đột phá giúp ích cho cả tập thể. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 57, số 33, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi sửu, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất riêng tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho nên bạn đang có được tinh thần trách nhiệm cao và luôn nghiêm túc trong mọi công việc nên dễ nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Bạn mệnh tuổi tuất cũng có thể được cất nhắc hoặc là được khiên ngợi ngay trong ngày hôm nay nữa. Bên cạnh đó, bạn tuổi tuất bạn cũng là người dám thay đổi để quyết định những công việc quan trọng trong tương lai. Với bạn tuổi tuất trong ngày này, những người cần phải thi cử vào thời điểm này cũng gặp được nhiều may mắn. Bạn có thể tự tin phát huy vào trình độ năng lực của mình, hứa hẹn sẽ đạt được thành tích cao trong tương lai. Tuy nhiên, điều kiện tin quyết là bạn không được lơ là và coi thường kiến thức mình đã có trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy cho thấy với bà tuổi tuất cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con đã không còn được gần gũi như trước nữa và bạn đừng có viện cớ công việc bận rộn mà bộ lỡ đi quãng thời gian dành cho con cái của mình về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa gặp nhiều khó khăn trong công việc tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ suy nghĩ tích cực hơn khi đối diện với vấn đề tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc hòa nhập với tập thể không nên tự cô lập bản thân tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim quan tâm hơn tới con cái của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên làm việc tùy theo ý mình về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 15, số 45, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi Hợi, thứ 6, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình cho nên với bà tuổi hợi đang nảy sinh trong đầu những tư tưởng bi quan và tiêu cực và với bà tuổi hợi khi đối diện với rắc rối điều bạn cần làm trước tin là không than thân trách phận mà cần phải suy nghĩ tích cực và tìm cách để khắc phục bạn tuổi hợi, bạn mệnh vốn là người thông minh nhanh nhẹn, tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội khiến cho những quyết định mà mình đưa ra trở nên thiếu đi sự chính xác. nếu còn chưa chắc chắn với những suy nghĩ của mình với bà tuổi hợi, hãy chủ động trao đổi ý kiến với những người xung quanh, những người có kinh nghiệm nhiều hơn nữa. trong ngày này với bà tuổi hợi, nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa, bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp đem lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi mà có thêm được thu nhập cho mình nữa. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không nên giữ những suy nghĩ bi quan tiêu cực. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ thông minh nhanh nhẹ nhưng đôi khi lại quá nóng vội. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc cần phải cẩn thận khi đưa ra những quyết định quan trọng, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, trao đổi ý kiến với mọi người nhiều hơn, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, không nên than vãn khi đối diện với vấn đề khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 49, số 26, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.